Các bạn ơi, sáng ăn bánh mì các bạn, mình mua các bạn cái dứa nè, dừa mà bánh mì này màu kỳ đó các bạn ơi. Bánh mì hồi trưa nó trắng, bánh mì giờ nó màu vàng vàng các bạn, nấu lên nó màu vàng vàng nè. Đây nó bán lạ quá, mình mua ăn thử các bạn. Chứ bánh mì này mình mới ăn lần đầu các bạn. Hồi xưa ăn bánh mì trắng không các bạn. Ăn thử coi ngon các bạn. Hồi xưa mì trắng không à. Cái loại mì này kỳ quá các bạn ơi, cái lạ lạ muốn thử, mời các bạn nha. Mì nó dưỡng dưỡng dẻo các bạn ơi, chứ nó không có bột. Mày nó biết kêu mày gì, đắp mày gì, bây giờ chưa nó trắng các bạn. Bây giờ màu vàng. Mình mua mình cũng hỏi cái giống mì gì các bạn, mình cũng hỏi. Nó cũng ngon như mì, nó cũng ngon giống như mì hồi trước các bạn, mì giòn.
Chứ không có đắng gì luôn các bạn, không có đắng, đắng. Chắc giờ ta làm bánh đó các bạn, ta cũng làm mì này chứ không, mình thấy mì gòn ít cho chồng các bạn ơi. Là lạ mua giùm ăn thôi các bạn. Kẹo đen các bạn ơi. Mời các bạn nha. Con cháu cháu đẻ mấy năm con rồi bạn, nó kêu nhoi các bạn. Thôi chia sẻ các bạn chút đó nha. Chào các bạn nha.